Chào các bạn, mình là Hiền đây. Mấy nay thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa nên công ty cho ở nhà thất nghiệp nên mình cũng không biết làm gì. Mình chia sẻ với các bạn một số cái về AppSheet. Thì buổi tối hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái tính năng mới của AppSheet, gọi là tính năng Preview New Feature. Để kích hoạt tính năng này thì đầu tiên bạn sẽ vào Behavior. Tại Behavior bạn vào Offline Scene. Tại đây, sorry, mình sẽ vào mình vào UX, mình bị quên ha. UX, sau đó bạn vào Option. Trong Option bạn bật Review New Feature. Ở đây có cái câu mà show new filter before they come out. This might test the app unstable. Thì những cái tính năng này là những cái tính năng mới mà AppSheet họ đang phát triển. Nếu bạn muốn trải nghiệm thì bạn mới bật cái này lên. Và người ta nói là nếu mà bật cái này lên thì nó thể khiến cho cái app của bạn nó sẽ hoạt động không có ổn định. Nhiều khi cái tính năng này nó chưa có hoàn chỉnh nên nhiều khi nó app của bạn nó hoạt động nó bị lỗi. Vậy thì tính năng này cứ có cái gì mới thì nó sẽ tự động nó update cho cái app của bạn. Và đây là những cái tính năng mới mà AppSheet đã được thêm vào mà họ chưa có phổ biến. Nó đang ở cái review thôi. Thì quy trình phát triển của một cái app người ta thường là đầu tiên là người ta sẽ review, rồi sau đó đến beta, rồi sau đó người ta mới phổ biến commercial, người ta mới public lên để tất cả những cái user bình thường vẫn vẫn sử dụng được. Thì cái tính năng review này thì bạn ở đây mình zoom lớn lên tí ha. Thì đây các bạn sẽ thấy là cái này thì bạn sẽ lấy cái review này nó sẽ cố định cái cột đầu tiên. Thông thường đó là cột ID. Cột ID sẽ là cái cột đầu tiên mà bạn sẽ cố định. Như ví dụ bạn có một danh sách các cái phiếu mà bạn muốn nó xem. Ngày xưa thì các bạn sẽ rất là bực bội vì AppSheet nó không cho cái cố định cái cột đầu tiên, nên mỗi lần mình xem cái cột đầu tiên mà muốn rẽ sang xem dạng bảng, muốn rẽ sang trái sang phải thì AppSheet nó sẽ không cho. Ví dụ như bạn không muốn xem cái kiểu này thì bạn vẫn có thể tạo một cái ID ảo, một cái column, một cái cột ảo ha, virtual column, rồi bạn sẽ show cái label nó lên. Ví dụ như ở đây cái cột data này, mình show cái ID của mình là cũng là cái label luôn. Vậy thì bây giờ mình không muốn show cái ID là cái label mà mình muốn show là cái trích lục của cái văn bản này. Như ví dụ cái long test này, mình show cái này lên, mình bỏ này đi và mình nhấn save. Thì như vậy thì trên app sẽ thay vì show cái số ID thì sẽ show cái số trích lục văn bản, nhưng lúc này bạn sẽ không thấy được cái số ID. Thì như vậy đây, thì ở đây nó sẽ không có thấy được. Không có thấy được cái số ID. Thì như vậy bạn sẽ không có xem được cái số ID. Cái cột này nó dài quá nên nó không có cố định được ha. Thì bây giờ giờ mình có thể mình tạo một cái cột ảo, cái cột ảo, rồi mình sẽ thêm cái ID vào. Nói chung mình sẽ đánh dấu cái label thì nó sẽ cho mình cố định được một cột đầu tiên thôi nha. AppSheet sẽ không cho mình cố định cái cột thứ hai. Và thứ hai đó là một cái tính năng cũng rất là hay ho của AppSheet nữa. Đó là cái tính năng Filter. Như ngày trước các bạn, để các bạn tìm, mình mở lớn lên tí ha. Tính năng Filter. Filter là gì? Là khi bạn muốn lọc một cái dữ liệu thì ngày trước bạn hay tạo một cái form lọc đúng không? Bạn tạo một cái form lọc, rồi sau đó bạn lọc, hoặc là bạn có thể sử dụng Interactive Dashboard, rồi bạn đưa lên dashboard bạn sẽ tạo bạn lọc. Nhưng mà bây giờ với filter thì AppSheet đang thử nghiệm cái tính năng lọc ngay trên form. Thì cái này thì cũng để cạnh tranh với những cái phần mềm khác như là Awesome Table hay là những cái phần mềm khác, thì cái tính năng lọc của nó rất là hay. Ví dụ như ở đây bạn lọc thì bây giờ cái new filter nó sẽ có một cái phễu này. Đó. Thì trong cái phễu này nó sẽ có rất là nhiều cái trường trong cái bảng của bạn nó show ra đây. Giả sử như bạn muốn lọc theo cái hạng mục của bạn là công văn đến, thì bạn chọn vô công văn đến, bạn chọn xong thì nó sẽ hiển thị ra cho bạn một cái thẻ là hạng mục của bạn đang lọc là công văn đến. Nhưng mà ở đây nó đang có một cái hạn chế, đúng ra bạn lọc hạng mục công văn đến thì ở chỗ này cái nút này đúng ra nó phải show là cái công văn đến chứ không phải là hạng mục. Nhưng mà ở đây nó đang chỉ là hạng mục, nên đó là có thể là tương lai AppSheet sẽ phải update tính năng này. Để mà mình nhìn người ta lọc cái gì thì nó phải show ra cái đó.
Rồi ví dụ tại đây bạn muốn tạo tiếp một bộ lọc, bạn nhấn vào cái dấu cộng. Ví dụ bạn muốn lọc theo cái nơi ban hành. Đó, ở đây có rất là nhiều nơi ban hành, bạn chọn bộ xây dựng, OK. Đó. Thì ở đây nó sẽ show ra những cái công văn của mình. Ví dụ như vậy. Đó. Bạn không muốn lọc, bạn xóa đi. Đó, OK. Đó. Thì đó là những cái mà bạn có thể bạn sử dụng cái tính năng filter. Đó, thậm chí bạn cũng có thể bạn lọc theo ngày, ngày nó cũng có thể nó lọc từ ngày tới ngày ha. Có thể ngày bắt đầu. Đó. Cho tới ngày kết thúc. Ví dụ ngày bắt đầu của mình là một cái ngày nào đó xa xa tí ha. OK. Đó, bạn nhấn xong. Đó, thì như vậy AppSheet cũng sẽ lọc ra cho bạn được một cái khoảng thời gian là một cái ngày. Đó. Hay là bạn có thể bạn lọc theo cái số lượng văn bản hay là số trang hay là cái gì đó. Ở đây mình coi có cột nào cái số không. Ở đây không có số ha. Đó. Thì ở đây có một cái mà mình cũng phát hiện, mình test được trên AppSheet, chứ là khi cái số lượng data của bạn ít, tầm khoảng dưới 10.000 dòng á, thì những cái trường này nó sẽ show ra, nó gợi ý ra cho các bạn. Nhưng mà nếu mà cái số lượng data của bạn nhiều trên 10.000 dòng thì nó sẽ không gợi ý và bạn buộc phải tự gõ vào. Ví dụ bạn này click vào hạng mục nó sẽ show ra là công văn đến, công văn đi. Nhưng mà nếu của bạn trên 10.000 dòng thì lúc đó AppSheet sẽ không gợi ý được. Đó. Nên các bạn khi sử dụng tính năng này các bạn để ý cái này. Đó là hai tính năng quan trọng trong Review New Filter mà AppSheet đang phát triển. Nếu bạn muốn thử nghiệm tính năng này, bạn có thể bật cái tính năng này lên ở trong cái app của bạn này. Đó, bạn vào UX Option và bạn kéo xuống chọn Review New Filter, bạn bật cái này lên. Thì lúc đó bạn sẽ được trải nghiệm những cái tính năng mới mà AppSheet họ đang phát triển đưa vào. Tuy nhiên nếu cái app của bạn là đang nhiều người sử dụng thì tốt nhất thì mình khuyến cáo là các bạn nên hạn chế sử dụng cái này, bởi vì nhiều khi nó sẽ làm lỗi app ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.